Đã bao lâu rồi bạn không có một bữa cơm cùng với tất cả các thành viên trong gia đình? Hôm qua nhân ngày của cha nên là Thụ quyết định nấu món cháo cá, một trong những cái món mà ba Thụ thích nhất. Nhưng mà mọi người có biết á, đồng minh đắc lực của mình là ai không? Chính là mẹ đó. Buổi sáng lúc mà mẹ còn bán ở ngoài chợ thì Thụ ở nhà đã chuẩn bị hái sẵn rau đắng với lại lá cách để lát nữa ăn cháo nè. Cháo cá mà nấu chung với lại nấm rơm nè, với cà rốt nữa nè, thì nước nó ngọt ơi là ngọt luôn á mọi người. Cá chín rồi bây giờ vớt cá ra nè, rồi cho một ít rau răm, ít hành phi với lại đậu phộng. Mẹ Thụ nói á, ăn cháo cá là phải thiệt là nhiều tiêu với hành thì món cháo nó mới ngon. Nhìn vậy thôi chứ nồi cháo cá này nó cũng đơn giản lắm mọi người. Bây giờ múc cháo ra cái lẩu nè, rồi bắt